Hello anh em, tôi là Đăng đây. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục review event tuần mới cho anh em nhé. Thì đây để tôi đánh một trận rết đó. Hôm nay là thứ sáu rồi. Thứ sáu thì tuần tuần này sẽ là dây chuyền, còn tuần tới sẽ là token. Để tôi đánh một trận rết cho nó hồi mana này, anh em. Tôi chắc đua lên 4k thôi, còn ví dụ như là ngoài đấy thì tôi sẽ xuống, tại vì lên trên này đánh lâu á, tôi không không thích đánh lâu. Đấy, anh em tập trung đánh vào những con nào yếu máu trước anh em ạ. Tức là đấy, tôi thấy có hai con đấy yếu máu thì tôi sẽ tập trung trước. Không cầm bạn. Quả đấy tôi biết là đánh vào sinh thì nó sẽ không chết nên là tôi sẽ phải chuyển hướng ra IV. Được rồi, để tôi review tiếp event anh em nhé. Hôm nay có Hero Pass rồi anh em ạ. Hero Pass hôm nay là cho hệ Mage. Thì đây, hôm nay là có event Unmissable. Thì cái này có vẻ rẻ này, 20 cuộn, hai deal đầu tôi thấy mua được anh em nhé, hai deal đầu rẻ, quá ngon này. Có 10 đô được 20 quận luôn, hai điêu đầu mua được này. Mấy điêu sau tôi thấy không cần lắm anh em ạ, có hai điêu đầu là rẻ thôi, còn mấy điêu sau không ngon. Mấy cái này thì tôi thấy không ngon lắm, có con đôn thôi, cái này không cần mua đâu, chỉ có hai điêu đầu mua được thôi anh em nhé. Dây chuyền thì vẫn là hệ vàng thôi, tôi đã review event rồi. Hôm nay tôi quay được một vòng rồi nhưng mà không ra được dây chuyền cho con rồng anh em ạ, đen thật, cứ đổi mãi mà không ra luôn. Mốc cuối này thì có Jinho, con này đi PVP ngon anh em nhé. Còn ở đây là mấy mốc dưới thì có mấy đồ linh tinh thôi. Precious game thì anh em cố gắng mua tất cả trừ cái 4.000 này này. Cái này thì anh em nào ít game thì không nên mua, mua hết chỗ này trừ cái 4 thì khoảng 10.000 gem anh em nhé. Còn anh em nào tích lũy gem từ đợt trước mua cái gói 28k gem ấy thì mua cái 4 này cũng ok, cũng không có sao, mình tích bình làm event thôi. Cái kẹo này thì anh em kiếm ở Adventure này với cả Home Raid. Home Raid thì ngày bình thường mở được 2 lần, còn nếu mà anh em skip thì được 3 lần. Nếu mà anh em nào định ăn con Gorado ấy thì anh em một ngày phải skip thêm một lần raid nữa, tức là ngày 3 lần. Thì với cả đi đầy đủ adventure thì nói chung sẽ được khoảng 2.700 đấy, rồi mua thêm gói 70 đô nữa thì được khoảng 3.100 thì lấy được con Gorado. Còn nếu mà anh em nào không nạp ấy thì con gấu hay là Morrigan thì cũng không cần lắm. Con gấu này thực ra đi đánh ra lấy mảnh thôi, còn không nếu mà đủ rồi thì cũng không cần. Đủ rồi đến ngày cuối được khoảng 2.400 kẹo thì anh em mua 8 cục xăm nhá. Đây, event skill contest thì có con Doazu này, tôi không chơi con này nên là tôi skip anh em ạ, đợi đợt sau xem nào. Token thì là Hunchit, còn Hunchit này thì rẻ, lấy cũng được thôi, căn bản tôi cũng sẽ vẫn lấy bởi vì tôi cần gold với cả cái hòm Talon này. Còn con Xẻng này thì tôi mắc rồi nên là chắc là tôi sẽ lại đợi Talon, chắc là đợi tay lần của tháng tới thôi anh em ạ, xem có con gì ngon thì lấy thôi. Thế còn copy tôi đủ rồi thì lấy về thì cũng hơi thừa, từ vụ ngày thì tôi xem các cái shop. Đây, shop hàng ngày thì anh em mua mấy cái món đồ như tôi đang mua nhá, thì mình mua mấy cái đồ bằng game,
À, bằng gôn này, mảnh 3 sao 4 sao này, để có tướng này với cả Power Stone, cái này là rẻ nhất rồi. Đấy, mua những cái đấy. Còn cái gì nữa không nhỉ? Royal về đánh gian nữa. Đánh gian thì tí nữa tôi đánh, còn Royal thì chiều tối nay có. Hôm nay có Hero Pass này anh em ạ. Hero Pass đợt này sẽ là cho Mage. Ở đây thì Hero Pass cũng được nhiều đồ lắm anh em ơi. Cố gắng nạp sớm thì ăn sớm. Còn nếu mà nạp muộn như tôi thì như đợt trước được level 47, 48, thực ra là mất một ít thôi, cũng không có sao lắm. Đợt này có mấy cái dây này khá là ngon. Mốc ở giữa đây thì được 3.000, được nhiều đá lắm. Ở đây thì được nhiều hòm hơn này, đợt trước được có 1 hay 2 hòm. Được khá là nhiều đá này. Tờ này là có Izumi này, con này lấy mạch, con da đen này thì phút rồi. Con này thì mới chơi thì dùng được. Con này hồi máu đó. Đây còn mốc cuối đây em ạ. Mốc cuối là có cái này, cái Mage này thì đánh đam lên assassin tăng 15% và tầm xa lên 15%, thì cái này hợp đi PVP anh em ạ. Chỉ số khá là cân bằng, ngon lắm. Thực ra cái này đi đánh gian cũng được, chỉ số nó khá là ok đấy. Anh em nào chơi hệ Mage kiểu Scarlet này thì nên lấy, để tôi xem nào. Mage có Gym Black này, như clan tôi có Minh này chơi Gym Black lấy được này, Ice Queen này lấy được này, quá ngon luôn. Mid Cheat Soulcatcher tôi cũng sẽ lấy, mà đợi vài hôm nữa sẽ lấy cái đấy dùng, rồi cho mấy con tướng của mình dùng artifact xong mình cứ tháo ra cho team mua anh em, mình dùng hết team 1 thì thay team 2, team 3 ok á. Izumi cũng dùng được, lấy mạch được. Cái này chỉ số nó tốt hơn là cái chỉ số tốt hơn là cái áp đây, chỉ số nó tốt hơn cái này thì anh em nên lấy, nó hơi bị lag đây em ạ. Để đợi tí tôi out ra vào lại rồi tôi làm tiếp video anh em. Hiện tại thì event hôm nay nó chỉ quanh quanh vậy thôi, không không có gì khác. Đợt tới thì token thì cũng không ngon lắm, tuy nhiên là anh em mới chơi thì cứ nên lấy, tại vì đầu game mình cần nhiều gold với cả food đấy, nên là phải lấy thôi. Tướng thì không lấy thì mình food, còn ham chip thì mình food đó, không cũng sao. Con đấy dùng thì cũng được thôi, chẳng qua là cái con tạo đá thì nó ít người chơi nên là nó không tối ưu được, chứ còn về cận đam thì con ham chip thì khỏe mà, nó không yếu đâu. Đam nó tận 5 6 7 mà skill nó mở dùng thì vẫn ok anh em nhé. Cái này hôm nay có gói này thì nạp cho cả lại clan, thì có con bí này thì dùng khắc chế cái bọn hồi máu này ok này. Hero Pass thì đấy, anh em nào chơi hệ Mage hoặc không chơi thì cũng nên mua, tại vì cái át này nó ngon đấy, dùng được PVP hoặc đánh gian đều được. Đây tôi ghét nó là thi thoảng vào nó cứ có cái chấm. Mặc dù mấy cái đồ này thì tôi sẽ mua sau, tôi đợi có cái con test tiêu game thì tôi sẽ hoàn thành nốt. Bây giờ mua thì cũng chưa để làm gì, phải mua sau cũng được. Còn skill con test thì đợi đợt tới. Hôm nay đánh con này thì nói chung là dễ anh em ạ. Con này thì anh em cứ con nào mang hồi máu và như kiểu men mắc này hay ba tít nào thì đánh dễ, nó đánh hút theo phần trăm máu ấy. À, cũng có nhiều anh em hỏi tôi thì game này nó không có code anh em nhé, mấy cái trang web nó ghi code là lừa đảo đấy. Từ hồi tôi chơi bây giờ cũng chưa được cái code nào, nhiều khi các trang web nó giả, nó lừa mình.
Đánh con này thì nhanh, tại lực tôi chênh nó quá rồi nên là như thế. Mấy con khó như kiểu con trai thì anh em phải mang những cái con như kiểu con đề búp cũng đi thì mới được. Tôi thì hay dùng Morrigan tại vì nó có đề búp ấy. Thầy nhanh mà đánh một tí là xong. Căn bản tại tôi khỏe quá so với con này rồi nên là đánh nhanh, chứ còn nhờ anh em lực xem đánh cũng mất thời gian lắm ấy. Thông thường là tôi để con này tôi để auto tôi đánh, nhưng mà hôm nay tôi quay video tôi đánh rồi tâm sự anh em luôn. Anh em nào mới chơi thì cứ mạnh dạn hỏi anh em trên nhóm đấy. Có nhóm chat Messenger với cả nhóm chat Zalo ấy, thì mình cứ mạnh dạn mình hỏi thôi. Game anh em chia sẻ là chính mà. Cần gì khó thì mình hỏi nhau. Chứ nhiều anh em chơi xong rồi mua hết xong rồi đồ mới hỏi tôi thì nó cũng khó ra. Cũng mua hoàn thành xong hết rồi mà nó không đúng thì cũng không biết tư vấn như nào tiếp. Ok là xong rồi, tôi mở cái hòm đấy nha. Cái tournament đợt tới thì tôi vẫn ở trên rank 1 thôi. Tôi cũng đang cân nhắc là xem có nên nâng mũ lần này không. Nhiều token lắm à. Mấy hôm nay ra nhiều token, hôm qua tôi ra được mấy cái luôn, 20 cái luôn. Thì red hôm nay thì sang heo làm cái gì mà đánh mình được có 10.000 gold đánh. Trời ơi, mấy anh em này chắc không biết làm nhiệm vụ hay gì mà tôi có tí gold nữa à. Vừa thu hoạch xong mà đánh làm gì, có được bao nhiêu đâu. Evin đắp đánh với ông này nhiều passive nổ lắm. Kệ đánh ván thôi, đánh với ông này chắc cũng ôi trời ơi, năm con chặt hàng ngang này. Đánh cái team này phải mang mấy con AoE cơ, chứ còn như này không ăn thua. Team tôi thì chủ yếu để ấy mà, để đánh đếp thôi mà, không không phải đánh PvP. Bình thường nó chạy đi chạy lại còn đánh được, chứ còn dạng hàng ngang này thì không ăn được mấy con nữa. Định có 200k gold nhưng mà nó cũng cho mình ăn gold này em, cay. Ở lúc khác vào, tại sáng nay tôi cũng đánh nhiều anh em rồi nên là nó không được mấy gold. Cần có ai thủ thấp 8k, 4k 6, 6k 1, 4k 6 đánh mẹ con để được này. Hai linh tư 172 mẹ không chết, cày thật đấy.
Thực ra đánh thì vẫn có thể ăn được con này, đánh cẩn thận thì vẫn ăn được. Chết đi chứ, trời ơi nó không chết. Hay quá nhở. Chết đi. Ăn được đấy em ạ. Tôi cứ tưởng là không ăn được, ai ngờ vẫn ăn được. Hóa ra em Vinh Tóc cũng không phải khỏe lắm. Qua là góc nhìn của mình về người ta hơi cao, chứ còn chưa vẫn ăn được. Đánh hơi lâu thôi, căn bản là tôi ghét đánh lâu ấy, chứ còn không phải là mình không đánh được. Ok rồi, kết thúc video anh em nhá. Anh em có câu hỏi gì về về event sắp tới hay là bất cứ gì trong game thì anh em cứ comment phía dưới video tôi nhá. Anh em Việt Nam thì cũng có nhóm chat ở dưới phần comment đấy, thì tôi sẽ ghim comment để cho anh em vào, kể cả anh em quốc tế cũng thế, cứ vào nhóm Puzzle Breaker Group ấy, thì mình vào đấy mình trao đổi, mình có thể viết tiếng Việt hay tiếng Anh đều được, anh em bọn tôi thì đều hiểu cả mà. Chúc anh em một ngày làm việc vui vẻ nhá. Xin chào mọi người.